Rồi bonsai Kim Sơn thân mè mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũ âm thân khá là già luôn nha. Cây này cây bay, trực bay, cây rất là già. Cây này mình lấy đây làm đỉnh cũng được này. Đó, ở đây là đỉnh này, cây này mình làm tay bay ra. Rồi cây này có mã số là 432, có hoành gốc ngay chỗ đây này, mình đo được cái hoành ngay chỗ này là 45, cây cao là 30, chiều rộng mà từ đây mà ra ngoài này là 52. Cái bầu ươm hiện tại là 40. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 1000k bao ship luôn nha. 1000k bao ship. Phôi mới về luôn. Cây khá là đẹp. Rất là già luôn. Cây quá già luôn nha. 1000k bao ship. Cây già đẹp luôn. Nói chung mấy cái đồ này lâu lâu mới có chứ không có thường xuyên đâu. Rồi xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị đến nở vuốt ngọn luôn nha. Móc đầu luôn. Cây rất là già. Bombay. Cái này mình dựng lên chút xíu nha. Đó. Cây này có cái hình gốc là 78, cây cao là 30. Bầu ươm hiện tại là cỡ tầm 45. Cái này mình xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha. 800k bao ship. Cây khá là già, đẹp. Nếu mà cần thì mình phế luôn thằng này cũng được. Mình chỉ dùng thằng này với thằng này thôi. Là ok. Thằng này nó hơi bay ra đây rồi. Còn không thì mình dựng lại tí xíu thì cũng rất là ok luôn nha. 800k bao ship. Rồi xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị liền cốt form thiên nhiên. Cây liền cốt luôn nha, cẩm liền cốt. Cái này nó hơi lắc nhẹ nha, nhưng mà nó liền cốt ở bên dưới. Cây này có mã số là 434, tổng hoành là 108, cây cao là 42. Bầu ươm hiện tại là 40. Cây này mình xin giao lưu là 1000k bao ship luôn nha. 1000k bao ship, cụm liền cốt luôn. Cây rất là già. Khá là già luôn nha. 1000k bao ship. Cẩm thị mà tuyển được mấy cái đồ như thế này rất là đã luôn. Làm ra cây rất là đẹp. Rồi xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũa thép lùng lực luôn nha. Cây này á chỉ có một cái phần ngay chỗ này là sống thôi, còn phần từ bên này trở qua đây là lũa hết nha. Đó, nói chung là anh một bên và em một bên. Phôi này có mã số là 435, tổng hoành là 73, cây cao là 20, bầu ươm hiện tại là 37. Cây này mình xin giao lưu là 550k bao ship luôn nha. Cây này lùng lực, form thiên nhiên, lũ âm thân luôn. Mình giao lưu nhanh là 550k bao ship. Cây này lùng lực nha. 550k bao ship. Đó, cái phần thân này là thân sống nè. Còn lại từ đây trở qua đây là lũ luôn. Đó, cây này mà là ai mà mê lũ đó, rất là ok luôn nha. Rồi xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form bay thiên nhiên, một cốt bay thiên nhiên luôn nha. Cây này có mã số là 436, có cái hoành gốc là 30, cây cao là 35, chiều bay mà từ đây mà ra ngoài này là 57. Cây này mình xin giao lưu là 450k bao ship luôn nha. Rất chi là mềm luôn. 450k bao ship. Cây rất là duyên luôn nha. Cây rất là duyên luôn. 450k bao ship. Đế rễ nè. Rồi xin qua cây này luôn.
Rồi bonsai Kim Sơn thân mày mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị lũa thép âm thân mini. Lũa luôn, lũa từ đế ra ngoài đây luôn. Rất là đẹp. Mót đầu luôn nha. Có cái thân này nó hơi bị tét nha. Đó, nhưng mà cái thân bên này thì còn sống là ok nè. Rồi cây này mình giao lưu nhanh luôn. Mã số là 437, hoành ngay chỗ này là 22, cây cao là 35, bầu ươm hiện tại là 30. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 400k bao ship luôn nha. Rất chi là mềm luôn. Giao lưu nhanh luôn. 400k bao ship. Cây cẩm thị mini lũ âm thân. Rất chi là mềm luôn nha. Này là vừa giao lưu vừa tặng nè. 400k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị liền cốt. Có bên này có cái hốc lũ âm thân luôn nha. Cụm rừng rất là ok luôn, mót đầu luôn. Rồi cụm này có mã số là 438, tổng hoành là 95, cây cao là 35, bầu ươm hiện tại là 53. Cụm này mình xin giao lưu là 800k bao ship luôn nha. Cụm khá là đẹp, liền cốt luôn. 800k bao ship, cái này làm rừng trên thân là tuyệt vời rồi. Mót đầu luôn. Phân bố từ thấp đến cao luôn nha. 800k bao ship. Khá là đẹp. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị cốt phong thiên nhiên. Một cốt luôn nha. Có hốc lũa luôn, nhưng hốc lũa này cũng cạn thôi chứ không có sâu. Mót đầu luôn nha. Rồi cây này có mã số là 439, hoành gốc là 71, cây cao là 57, bầu ươm hiện tại là 53. Cây này mình xin giao lưu là 1200k bao ship luôn nha. 1200k bao ship, rất chi là mềm luôn. Cây một cốt, form thiên nhiên luôn nha. Cái này về mình dựng lại thêm. 1200k bao ship, lũ âm thân. Đế cũng trải luôn nha. Một ngày 200k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị rất là dài nha, liền cốt luôn. Cụm này có mã số là 440, tổng hoành là 81, cây cao là 35, bầu ươm hiện tại là 50. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 700k bao ship luôn nha. 700k bao ship. Cái này về mình làm form thiên nhiên cũng khá là ok. Nhưng có một cái cách binh nữa nè. Cách binh nữa. Cái này mình lật lên tí xíu. Cái này mình làm đầu. Ở đây mình làm ngắn ngắn lại. Đó là mình có một cái cây bonsai cũng khá là ok luôn nha. Nói chung là mình lật. Mình lật lại một chút xíu. Thì ở đây nó sẽ là mốt đầu. Đó, còn mấy cái này nó hơi dài này. Mình ngắn lại tí xíu là ok. Chỉ lật một cái nhẹ thôi. Đó là sẽ trở thành một cái cây rất là đẹp. Đó, cái phần này rễ rất là nhiều này, nên là mình không có lo. Mình cứ lật thoải mái, lật lên tí xíu nữa là ok luôn. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị ba thân chung cốt luôn nha. Cái này cũng dạng dạng giống như tam đài, ba đầu một cốt. Rồi cây này có mã số là 441, hoành gốc là 40, cây cao là 53, bầu ươm hiện tại là 33. Rồi cây này mình xin giao lưu nhanh luôn, 600k bao ship luôn nha. Giao lưu nhanh luôn, 600k bao ship. Cây khá là duyên, rất là già luôn, rất là mềm luôn nha. 600k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn. Rồi bonsai Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị liền cốt mới về luôn nha. Cụm này có mã số là 442, tổng hoành cụm là 95, cây cao là 43, bầu ươm hiện tại là 53. Cây này mình xin giao lưu là 750k bao ship luôn nha. 750k bao ship là một cụm liền cốt. Cây rất là già luôn nha, lên móc luôn.
cây mà lên móc luôn nha. 750k bao ship rất chi là mềm luôn nha. Mình giao lưu nhanh luôn. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha. Rồi Bonsan Kim Sơn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị rất là già luôn nha. Lũ âm thân luôn. Cây này có mã số là 443. Hoành gốc là 34, cây cao là 48. Bầu ươm hiện tại là 40. Cây này mình xin giao lưu nhanh là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. Là một phôi cẩm thị phôm thiên nhiên. Mới về luôn nha. Phôi rất là khỏe luôn, lũ này. Lũ âm luôn. 600k bao ship. Rồi Sơn xin qua cây này luôn nha.